thanh niên tham gia hợp tác với ban tổ chức. Xin mời diễn viên Hữu Đăng và Vinh Trà nhân lại những giây phút âu yếm và tình cảm của mình để nhanh chóng tiến vào chương trình. Và xin mời Má Ngọc Giàu, A Nhập, hậu vệ của Má Ngọc Giàu và chị Cầm Hoa, xin mời chị nhanh chóng tiến vào chương trình. Trẻ thì em coi bộ phim rất là tập trung, em để ý từng chi tiết luôn, đặc biệt là chi tiết của chị Thư. Có một cái cảnh là chị Thư gội đầu, cảnh nó thực sự rất đẹp. Nhưng em thắc mắc là cái tóc của chị Thư có dơ cái phần cái chân tóc thôi hay sao á, mà chị Thư gọi cũng gọi cái phần đó, mà tới khi lão gia vô cũng chỉ gọi đúng cái phần đó. Em không hiểu, em không hiểu là tại vì tóc thường nó dơ tới chỗ dầu từ trên ngọn nó đổ xuống, tại sao mà tóc chị dơ phần nu thôi, làm sao chị hả? Dạ. Kính thưa mọi người, em đang ngồi một cái show đó, em làm giám khảo và bạn trẻ Ngọc Phước là thí sinh đi thi. Mà bây giờ mình lên đây mình bắt kể. Dạ thưa em. Dạ. Mình ước lệ được hay không? Thật sự điều đầu tiên là em phải xin lỗi khán giả, xin lỗi mọi người trong nghề. Thứ nhất là mọi người ơi, cái cảnh đó quay đầu tiên nghĩ sao bắt tự nhiên sáng sớm đạo diễn mấy em mặn mặt đẹp ra rồi xả tóc quay cảnh người đầu. Ủa nó ủa vậy rồi thôi bóng chân bóng em chi, mọi người thấy cái máy em nó phồng bóng chân bóng em chi, kêu đè ra gội đầu. Phước em có coi không, chị diễn kỹ lắm á. Cái khúc mà chị rớt cái gì nè, bắt đầu mà chị đưa cái gáo dừa lên tới đây là anh Sơn bước ra nè. Không có, chưa. Gia đình chị trong phim có truyền thống không gội đầu từ gốc. Ôi, mà chỉ gội đầu từ ngọn. Không bao giờ bị dầu à. Đó là truyền thống trong phim của gia đình nhà chị. Oh my god. Rồi. Gia đình này bị xoan á. Em thấy không, bà hai không bao giờ gội đầu, 3 tháng không gội đầu. Chị chỉ được gội cái ngọn thôi, chị yeah. Không được gội trong gốc. Trả lời vậy thì thỏa lòng em chưa? Cũng tạm vậy ha. Cảm ơn gọi, đáng yêu của Ngọc Nước.